Quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Xin kính chúc quý vị một ngày làm việc mới thứ ba ngày 17 tháng 9 thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Trong cái bản tin này thì cũng liên tục có thông tin liên quan đến cái câu chuyện của anh Tư quý vị. Có thể nói thì mấy hôm nay cái nguồn tin mà anh Tư đang quay xe thì cũng đang râm ran trên các hội nhóm cho Hồng Loan cũng như là những fan yêu mến của cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng cảm thấy thật sự rất là lo lắng quý vị. Ở đây không biết có phải là những cái mưu của bên phía Lũ Cần Cờn nó đang muốn gây chia rẽ bên phía team của Hồng Loan hay không. Khi mà mới đây nhất ở trên trang của anh Quy Sa đó, anh vẫn đang tiếp tục đăng tải một cái chương trình phát quà trung thu cho các em nhỏ cùng với Út Móm Hồng Loan tài trợ 200 phần quà. Đó là một cái chương trình mẹ đồng quê, nó diễn ra tại xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý vị. Đó tức là 17 giờ chiều nay thì đó rõ ràng là những cái thông tin mà cái Lũ Cần Cờn nó lên để dẫn dắt, nó muốn gây chia rẽ nội bộ của team Hồng Loan, người ta nói là rất là ghê gớm và thật sự phải đề phòng âm mưu của cái lũ này. Rõ ràng trước đó tụi nó cũng đã có những cái động thái gọi như là muốn gây chia rẽ nội bộ của chị Loan cũng như chị Ni, nhưng rõ ràng chị Ni là một người rất là cao tay, rất là giữ cho mình một cái đầu lạnh và phải đề phòng trước những cái âm mưu của một cái lũ xấu xa như bên kia. Đó thì cũng có một cái bài viết khá là hay khi mà nói về câu chuyện của anh Tư thì mình cũng xin chia sẻ cùng với quý vị nha. Có hai việc mọi người suy nghĩ thấu đáo một chút. Người đi từ đầu đến nay là vợ chồng anh Quy Sang, rất là tình cảm, thẳng thắn, quá dễ bắt bài nên sẽ bị đánh vào, chia rẽ, dễ gây chia rẽ nhất. Đó, nhưng nhìn lại trước đến nay thì hai vợ chồng này luôn yêu thương và cùng bước với chị Hồng Loan, chị Ni. Sẽ không có phản bội, cùng lắm là hiểu lầm vì vướng thông tin và bị chia rẽ một cách cố ý. Nhưng nếu chia sẻ thẳng thắn cùng nhau thì họ sẽ không có gì rặn nứt. Giữa một người kề bên là nhận diện thật so với một người như là He Hi thì người ta chửi gắt mẹ con nhà con ve chúa xuất hiện, lần la đưa các clip cắt ghép, đó rất là nhiều, bước đầu gây chia rẽ, sau đó lấy lòng những người bên cạnh chị Ni. Lúc này thì thám tử Lùng vẫn bên chị Ni và bị bên mẹ con ve rất là nặng, bắt đầu xuất hiện chia cắt. Đó, đến sau thì vợ chồng Quy Sang nó cũng vậy, mọi việc sau chuỗi lại sẽ thấy một bước đi từ từ liên hoàn và cố tình. Đó, mọi người nghe và thực sự cũng phải đề phòng với cái lũ Cần Cờn này. Đó thì trước đó thì anh Quy Sang có một cái đăng một cái bài viết khá là dài đó để nói về cái câu chuyện của chị Ni, cái vai trò quan trọng của chị Ni xuất hiện trong drama này. Trước đó thì cái Lũ Cần Cờn nó nói là anh Quy Sang là lúc mà chị Ni gặp nạn là không bao giờ có một cái động thái là lên là chia sẻ hay là đồng cảm gì đó. Rõ ràng thì mọi người hiểu rồi, ở đâu có phải lúc nào là mình cũng lên bô ở trên mạng là ý là mình mới quan tâm đó quý vị. Nhiều khi là anh em người ta có những cái cuộc gọi điện, những cuộc nhắn tin riêng, đó là chuyện bình thường. Thì anh Quy Sang viết một cái bài cũng khá là đáng chú ý về chuyện này như thế này quý vị. Có một bí mật về Nani Si Nguyễn, chắc có lẽ đến giờ Sang mới nói ra. Đây là một cô gái Sang tin tưởng tuyệt đối, không bao giờ hại Võ Thị Hồng Loan cho đến suốt đời. Đây là một cô gái dù cả thế giới quay lưng với Loan, nhưng cô ta thì không. Cô ta dám tuyên bố là người giúp Loan nhiều nhất, nhưng không nghĩ nguy hiểm đến bản thân bị tứ phía bao hay vay hãm hại. Thứ tư là điều đặc biệt chính là chị Ni đã cứu rất nhiều người, không riêng gì chị Loan. Cứu được mạng sống người thì chính vợ chồng anh Sang đã chứng kiến được. Và được gặp những anh chị ở đảo Nam Du, chính Ni đã cứu sống 3 người. Cứu xong thì còn sắm điện thoại cho 3 người lo ăn uống mấy tháng trời. Khi nào 3 người đó về cùng gia đình thì ở lúc đó mới hành động này khó có ai làm được. Lý do Sang đăng status này là vì Sang muốn nói cho tất cả anh em bạn bè biết, nếu xem Sang là bạn thì những gì Sang làm thì Sang chọn từ xưa đến giờ không có hai chữ hối hận. Con đường mình chọn, nếu Sang là bạn gặp nhau thì đừng ý kiến với cò. Một lần nữa Sang dám tuyên bố người dân phụ nữ cô gái này là người tốt nhất Sang từng gặp. Còn riêng với Loan thì Sang từng thề trước linh hồn của cò năm, trừ khi Sang nằm xuống thì hai vợ chồng mới không còn bên cạnh ủng hộ việc kinh doanh và bảo vệ Loan. Cho nên mong ai hiểu Sang thì hãy hiểu cho Sang.
còn nếu chúng ta còn xem nhau là bạn. Nói chung là hai người phụ nữ này sống ra tình cảm đúng nghĩa còn hơn rất nhiều. Còn ai nói Loan vô ơn thì mình là người đầu tiên không đồng ý. Tất cả những anh chị giúp Loan đều ghi nhớ và thể hiện mỗi người mỗi khác nhau. Những ngày qua mắc mệt, bà xã chăm sóc, Loan là người ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Đó là một cái bài viết mà anh Tư Sang cũng lần đầu bộc bạch nói về Hồng Loan và chị Ni. Đó. Viết này thì cũng nhắn gửi với cái lũ cần cơn là tụi bay hãy từ bỏ những cái âm mưu mà tiếp tục gây chia rẽ bên phía team của Hồng Loan. Rõ ràng là cái câu chuyện drama này cũng đang sắp đi đến và hồi kết, và ai cũng mong muốn cho cái câu chuyện nó kết thúc thật là tốt đẹp. Rõ ràng là chúng ta thấy những hình ảnh của cái thằng anh hai Bằng Thơ cũng như là bộ ba Tam Sơn và những kẻ mà bu bám vào drama này để trục lợi thì chúng ta đã thấy quá rõ ràng rồi. Hy vọng là những cái thông tin mà dẫn dắt thì bên phía team Hồng Loan đó, anh Tư Sang, chúng ta sẽ có một cái buổi để ngồi để làm việc với nhau. Đó, trước đó thì những cái động thái của chị Ni thì đó là chỉ bày tỏ cái nỗi lòng của mình. Đó, sau một khoảng thời gian dài chịu áp lực cũng như là chịu những cái biến cố tại Malaysia. Đó, thời điểm hiện tại thì bên phía Cần Cơn có sự giúp sức của bên phía con Le Le. Nó có rất là nhiều tiền và nó nhờ cái tụi YouTube bẩn là lên công kích gây chia rẽ bên phía team của Hồng Loan. Thật sự là đó, mọi người thấy không, mới một cái status khá là mới của anh Quy Sang chia sẻ là chiều hôm nay thì cũng sẽ có một cái chương trình phát quà trung thu tại ở Long An như vậy. Đó, một sự kết hợp của hai anh em phát 200 phần quà cho trẻ em nghèo ở một tỉnh Long An quý vị. Và sau đó thì cái chương trình ca nhạc tại sân khấu Trống Đồng thì tất cả những cái doanh thu của chương trình sẽ được quyên góp để ủng hộ cho bà con bão lũ bị miền Bắc. Đây là những cái việc làm phải nói thực sự rất là tuyệt vời. Và rõ ràng thì mình quay trước nhà Hồng Loan cũng thấy những cái hôm nay thì anh Sang cũng thường xuyên là qua đưa rước Hồng Loan đi dự giỗ tổ cũng như là nhớ có những cái công việc gì quan trọng thì anh Sang lại xuất hiện nha quý vị. Còn những cái thông tin mà tụi nó dẫn dắt thì chúng ta phải thực sự là phải đề phòng nha mọi người. Đó, thì cũng có một cái bài viết khá là hay như thế này của một cái fan chân chứng của Hồng Loan như thế này. Em nói thật, cá nhân em nghĩ việc đơn giản là mình tốt với những người đã từng tốt với mình. Còn không xong thì đừng nói ai cầu mong người này người kia được bình an. Hãy thực tế, đơn giản, ngắn gọn và xúc tích thôi. Tạo cho mọi người thấy việc anh làm là tốt thì người ta sẽ nhìn theo anh mà học hỏi. Việc cần mọi người bình an trong khi kẻ gian làm điều ác, đêm ngủ có ngon đâu. Người sống thiện lành quăng đâu ngủ đó, dục xuống sông cũng không hay nữa. Cần phải phân định rõ ràng hai khuynh hướng khác nhau, một nơi ồn ào không thể tu được và ngược lại. Khi dấn thân vào drama này phải vạch sẵn cho con đường của mình. Xin đừng lấy rau ông này cắm cầm bà kia, đừng lấy việc này lấp liếm việc kia, mà hãy cho mọi người thấy việc mình làm, đó mới là chiến nhân quân tử. Đó là một cái bài viết mà cũng lên chia sẻ. Đó, rõ ràng thì mặc dù anh Tư Sang rất phát ngôn trên mạng xã hội quý vị, tuy nhiên những cái việc làm của ảnh thì rõ ràng Hồng Loan cũng không hề phủ nhận được. Một người hai vợ chồng rất là tốt, từ vợ chồng của anh Tư Sang đó là chị ơ nữa quý vị. Đó, thì trong cái bản tin ngày hôm nay cũng xin cập nhật những cái thông tin nóng các bạn nha. Để có những cái tin tức mới gì về chị Ni, chị Hồng Loan thì mình sẽ lên video ngay lập tức. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.